Phút thứ 45 trận đấu khai mạc Euro 2024, chủ nhà Đức được hưởng một quả phạt đền. Người ta đang nhìn xung quanh không biết ai sẽ nhận trọng trách thực hiện cú sút ấy. Và rồi họ thấy Havertz bước lên, một gương mặt lạnh băng, tập trung tột độ trước sức ép của bốn phía khán đài. Tiếng còi của trọng tài cất lên, Havertz bắt đầu những bước chạy. Anh dừng một nhịp rồi tung một cú sút quyết đoán vào góc trái khung thành. Thủ thành Scotland đoán sai hướng bóng và chỉ biết bất lực nhìn tiền đạo của Arsenal nâng tỷ số lên 3-0 trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giữa hiệp. Cỗ xe tăng Đức sau đó giành chiến thắng 5 sao trước những vị khách Scotland, một màn tiếp đón có phần tàn nhẫn của đội chủ nhà. Nói tuyển Đức chiến thắng nhờ vào một lối chơi tập thể đúng là không sai. Julian Nagelsmann đã biến một tuyển Đức lạc lối và rời rạc đang dần trở lại thành một cỗ máy hoạt động trơn tru với lối đá tấn công và tạo sức ép liên tục, khiến đối phương không có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Song, bên cạnh sự ưu việt về lối chơi chung, người hâm mộ cũng để ý đến những cá nhân nhất định. Sau trận đấu hôm qua, Musiala là cái tên nhận giải MVP, nhưng thật bất ngờ rằng người được gọi tên nhiều nhất lại là Kai Havertz. Đây là tiền đạo đang bị hoài nghi rất nhiều về đẳng cấp mỗi khi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Chúng ta đều biết Havertz chơi hay như thế nào tại Emirates. Trong hệ thống của Arteta, Kai đang dần trở thành mảnh ghép không thể thay thế. Vậy mà chẳng hiểu sao mỗi khi trở về với màu áo của đất nước, Kai luôn đón nhận sự nghi ngờ không chỉ của người hâm mộ mà còn đến từ những huyền thoại, cựu cầu thủ. Không nhiều người tin Kai có thể dẫn dắt hàng công của Die Mannschaft tại Euro năm nay. Nhưng màn trình diễn sáng nay giống như một lời đáp trả đanh thép từ số 9 của Arsenal. Đẳng cấp của anh giờ đây là không phải bàn cãi. Trước khi bước vào bài phân tích, anh em đừng quên truy cập FiveGo để xem trực tiếp mọi giải đấu bóng đá một cách nhanh chóng với độ phân giải nét căng và hoàn toàn miễn phí nhé. Sau 90 phút đối đầu với Scotland, Kai Havertz chính là cầu thủ được SofaScore chấm điểm cao nhất trận đấu với 8 điểm. Tiền đạo của Arsenal đóng góp một bàn thắng và một kiến tạo trong 62 phút góp mặt trên sân. Xếp sau Havertz lần lượt là Jamal Musiala và Toni Kroos với cùng số điểm là 7,9. Màn trình diễn của Kai không đơn giản chỉ là đóng góp vào đầu ra bàn thắng. Những gì anh đóng góp cho lối chơi chung còn ấn tượng hơn. Anh có 25 lần chạm bóng và tung ra 2 cú sút. Cả 2 cú sút đều đi trúng đích với tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng lên tới 0,93. Anh tranh chấp tay đôi thắng cả 3 lần và có 12 trên 17 đường chuyền thành công. Bàn về màn trình diễn của tiền đạo Arsenal, tiền bối Ian Wright nhận định khá ngắn gọn: "Tôi không ngạc nhiên khi Kai Havertz đã ghi bàn." Nhưng cũng có những quan điểm khác nói về Kai Havertz, nhất là về cách mà anh chàng này đang thi đấu. Dietmar Hamann là một ví dụ. Ông tỏ ra quan ngại về khả năng dẫn dắt hàng công tuyển Đức của ngôi sao này. Hamann khẳng định Havertz không phải là một tiền đạo cắm. "Havertz, cậu ấy không phải là tiền đạo trung tâm. Cậu ấy đã có một kết thúc tốt đẹp vào mùa giải vừa qua. Nhưng đối với tôi, Havertz vẫn thường xuyên gây thất vọng. Tôi nghĩ cậu ấy có khả năng làm được nhiều hơn thế. Liệu Havertz có phải là người sẽ ghi bàn cho tuyển Đức và đưa chúng ta tiến sâu vào giải đấu hay không? Tôi không chắc liệu cậu ấy có thể làm như vậy. Sự linh hoạt là tốt, nhưng Havertz đang ở một giai đoạn trong sự nghiệp mà cậu ấy cần phải xác định rõ vai trò của mình. Nếu bạn hỏi 100 người vị trí tốt nhất của Havertz là gì, bạn có thể sẽ nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau. Cậu ấy phải là một tiền đạo trung tâm, cậu ấy cũng không đủ sự sắc bén để ghi bàn hoặc kiến tạo cơ hội như một tiền vệ tấn công. Thực tế, Kai Havertz đã sớm tiến hóa từ một tiền vệ trở thành một tiền đạo mũi nhọn ở mùa giải này dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta. Bước ngoặt đến với Havertz xuất hiện vào tháng 2 khi huấn luyện viên người Tây Ban Nha đẩy cầu thủ người Đức lên đá cao nhất trên hàng công. Ban đầu, giải pháp này được dành để khỏa lấp khoảng trống mà Gabriel Jesus để lại do chấn thương. Song, đó cũng là lúc cựu sao Chelsea phát huy mọi phẩm chất hay nhất. Trong chiến thắng của Arsenal trước Brighton vào tháng 4 năm nay, Havertz đệm bóng cận thành làm tung lưới chủ nhà sau đường căng ngang của Jorginho. Khoảnh khắc ngôi sao người Đức nhân đôi cách biệt tỷ số cho Arsenal, các cổ động viên đội khách liên tục ca ngợi người ghi bàn. 60 triệu bảng công cốc sao, Kai Havertz lại ghi bàn kìa. Người hâm mộ Arsenal hát vang một góc khán đài sân Amex, đó cũng như là thông điệp cho những ai từng mỉa mai Havertz. Theo thống kê từ Opta, Arsenal đã ghi được 26 bàn thắng kể từ thời điểm mà Havertz được đôn lên đá tiền đạo cắm. Tất nhiên, ngoài việc xé lưới đối phương, Havertz còn gây ấn tượng mạnh mẽ khi giúp các đồng đội ghi bàn. Lối chơi giữ bóng cùng khả năng lùi sâu của Havertz đã cho phép những cầu thủ khác của Arsenal như Martin Odegaard hay Declan Rice tham gia ghi bàn. Arteta đã nhận thấy sở trường của Havertz là khả năng chạy chỗ, tìm khoảng trống để nhận bóng cũng như tạo ra không gian hoạt động cho các vệ tinh xung quanh. Sự có mặt của Havertz luôn thu hút sự chú ý đặc biệt từ hàng thủ đối phương. Một khi tiền đạo này di chuyển, họ chắc chắn bị kéo theo. Từ đó lộ ra kẽ hở để những Odegaard, Bukayo Saka hay thậm chí là cả Rice xâm nhập uy hiếp cầu môn. Nói đến Havertz là nhắc tới cầu thủ di chuyển linh hoạt, người chơi khá tự do trong sơ đồ chiến thuật của Arsenal. Khi cần,
tiền vệ người Đức có thể lùi sâu để tham gia phòng ngự cũng như hỗ trợ xây dựng lối chơi. Cũng chính vì di chuyển khá rộng trên sân, Havertz như trở thành bóng ma, người thoát ẩn thoát hiện khiến cầu thủ đối phương không biết làm thế nào để theo kèm. Khả năng di chuyển không bóng thông minh cũng giúp tiền vệ người Đức chiếm lĩnh không gian tốt. Nói chính xác hơn, Havertz biết cách chọn vị trí phù hợp để đưa ra những tình huống uy hiếp khung thành đối thủ. Trong hệ thống chiến thuật của Julian Nagelsmann, chiến lược gia người Đức còn tìm ra công thức để biến hàng công tuyển Đức trở nên biến hóa khôn lường hơn rất nhiều bằng việc tạo ra bộ ba JFK, bao gồm Jamal Musiala, Florian Wirtz và Kai Havertz. Ở trận đấu vừa qua, sự biến hóa trong lối chơi của cả ba đã giúp tuyển Đức xuyên phá hàng phòng ngự tầng tầng lớp lớp của Scotland. Như thường lệ, tương tự khi thi đấu trong màu áo của Arsenal, Havertz liên tục di chuyển hút người cũng như lùi sâu để xây dựng lối chơi cùng đồng đội. Việc Nagelsmann chọn Havertz thay vì Füllkrug, cầu thủ vừa chơi trận chung kết Champions League với Borussia Dortmund, nói lên việc ông đánh giá cao sự đa dạng trong lối chơi của tiền đạo mang áo số 7. Xuyên suốt hiệp 1, Havertz thường xuyên hoán đổi vị trí cùng Wirtz và Musiala. Trong một tình huống như vậy, sau pha chọc khe của Gundogan, tiền đạo của Arsenal kiến tạo cho Musiala nâng tỷ số lên 2-0. Ở bàn thắng đầu tiên, Florian Wirtz thể hiện sự lọc lõi của mình khi không di chuyển theo hướng half space mà bất ngờ đâm thẳng vào khoảng không trung lộ nơi Havertz, Gundogan để lại và thực hiện một cú đá tuyến hai không thể cản phá. Có vẻ như việc được Mikel Arteta chỉ bảo và thường xuyên đảm nhận vai trò số 9 tại Arsenal đã giúp cho Kai Havertz ngày càng hoàn thiện bản thân hơn khi lên tuyển. Anh liên kết tốt với những đồng đội, đồng thời tạo ra mối đe dọa thường trực lên hàng phòng ngự đối thủ. Từ một ngôi sao nhận vô vàn chỉ trích, giờ đây, bản hợp đồng trị giá 65 triệu bảng của Arsenal đã trở thành cái tên không thể thay thế ở đội hình pháo thủ và giờ đây là một nhân tố được trao niềm tin trong hệ thống của Nagelsmann. Có thể màn trình diễn của Havertz sau thời kỳ vô địch Champions League cùng Chelsea là không quá ấn tượng và bị đánh giá thấp, nhưng giá trị của Havertz là một thứ rất khó để đong đếm. Anh là mẫu cầu thủ có lối chơi không quá phức tạp, nhưng với một đôi đá phù hợp, Havertz có thể làm mũi nhọn tấn công hay điều tiết lối chơi. Với việc chuyển sang Arsenal và thi đấu dưới sự nhào nặn của Arteta, Havertz ngày càng phát triển và đáng sợ hơn bao giờ hết. Sẽ không quá nếu nói rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tặng cho Dieman Sharp một món quà trên hàng công. Với những nền tảng đã có được, Havertz chắc chắn còn khiến cho hàng công tuyển Đức trở nên biến hóa hơn, đa dạng hơn nữa và nguy hiểm hơn. Suy cho cùng, những nghi ngờ đối với Kai có lẽ nên dần biến mất để nhường chỗ cho sự công nhận. Công nhận đối với một tài năng, công nhận những đóng góp của anh cho câu lạc bộ và cả đội tuyển quốc gia. Và trên hết là sự công nhận về đẳng cấp của một ngôi sao.